Cảnh báo trước khi đọc này. Đây là một bài đọc vui một cách nghiêm túc. Khuyến khích chỉ dành cho giới nữ. Mấy anh nam mà vào đây đọc rồi bị spoil thì đừng có gào cái mồm lên, rồi tìm tác giả đòi công lý. Ok. Giờ thì bắt đầu vào chủ đề chính này. Mình chỉ mới tham gia vào động nhện chưa đầy một tháng. Bài viết này được viết từ năm 2018, nhưng đúng là bị ấn tượng bởi sự sâu sắc và thú vị của rất nhiều chàng trai ở trên đây. Dạo Spiderum Confession thì mới phát hiện ra là có rất nhiều những câu hỏi đại loại như thế này. Lỡ như nhá, cảm nắng một bạn ở trên Spiderum thì phải làm thế nào bây giờ? Nếu như mà lấy hết can đảm thổ lộ mà người ta lại không đáp lại thì phải làm sao? Trời ơi, nghe bất lực ghê luôn á. Hoặc là như thế này, trên Spiderum đây có nhiều anh tài trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý quá cơ. Làm sao để chọn và hốt một anh về bây giờ đây ạ? Vậy thì thế nào là cách tiếp cận hay? Làm sao để crush chú ý đến bạn? Và phải làm sao để làm nổi bật bản thân trong mắt người ta? Có vô vàn cách trả lời, nhưng hôm nay thì mình muốn thử bản luận của mọi người về những chiến thuật cơ bản. Thứ nhất, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mình nghĩ là trước khi bấn loạn quăng đại một câu tỏ tình ở trên Confession thì phải bình tĩnh ngồi xuống, uống miếng trà, ăn miếng bánh, tìm hiểu lai lịch đối phương cái đã. Ở những cây viết có tiếng và đã có nhiều bài thì bạn có thể phần nào hiểu được đối phương đang quan tâm tới điều gì và tính cách cơ bản qua giọng văn và phần bình luận. Đặc biệt là phần bình luận nhé, rất quan trọng đấy. Vì đây chính là lúc mà các anh thoát xác ra khỏi cách viết học thuật và trở lại làm người bình thường. Nhưng mà cũng chú ý rằng đừng để đối phương biết bạn đang để ý và tìm hiểu họ. Như là anh Dương Khoan đã chia sẻ, cái gọi là biết mình biết ta ấy, phải làm sao cho đối phương biết tới mình, nhưng mà không phải là mình biết quá rõ về đối tượng. Biết quá nhiều về một hot boy làm gì? Khi bạn thể hiện điều đó thì hắn sẽ thấy bạn như bao cái đuôi khác. Phải làm ngược lại, hãy cho hắn biết tới mình, nhưng mình thì lại giả vờ là không biết tới hắn. Ok nha. Với những người mà thích giấu danh tính thì bạn có thể tìm vào phần Donate có sẵn hết họ tên đầy đủ luôn, để tha hồ mà lục lọi danh tính ở trên mạng xã hội. Hoặc đơn giản hơn, nhưng mà cách này cũng hơi thốn và hơi lâu một xíu, đó là xem danh sách những người đã like ở trên bài đăng của Spiderum Facebook, rồi tìm hình đại diện tương tự. Khi mới tham gia thì mình cũng lúa lắm, chẳng biết ai cả. Nhưng mà sau khi theo dõi được một thời gian thì mình cũng tìm được một vài thông tin khá là hay ho, kiểu như là anh Việt Anh với chị Nga là founder của nhà ta, Husky là du học sinh New Zealand. Và thật ra các anh đại diện ở trên Spiderum thì lại không phải là Husky mà là một con Corgi. Trey là admin của trạm đọc, Ruskia là admin của Cyan 2VN, Sunrise là dancer và có bạn gái siêu xinh. Mình còn xem cả video Q&A của hai anh chị nữa cơ, dễ thương kinh khủng luôn ấy. Nhưng bây giờ hình như là không thấy nữa rồi. Nghe vu vơ thì hình như là Hexpion là hàng nóng trong mắt chị em, vân vân và mây mây. Tất cả những gì mà mình biết từ trước tới giờ đều là qua đọc khá nhiều bài viết của mọi người, lướt bình luận và xem hẳn cái video livestream dài hơn một tiếng về buổi offline của động nhện, rồi lần mò thông tin ra Facebook của team. Mà nói thật, biết được Facebook rồi thì dễ lần ra một đống thứ thú vị khác nữa, nên những bạn newbie có thể bắt đầu từ đây nha. Và một lời khuyên chân thành từ anh Sunrise, quan trọng nhất là phải biết anh ta có người yêu hay chưa đã. Ok, vậy biết được Facebook rồi thì làm như thế nào nữa? Thứ hai, tiếp cận. Cách thứ nhất là viết bài. Cách này vừa gây được sự chú ý khéo léo, vừa nhẹ nhàng nâng tầm giá trị, đóng góp cho cộng đồng, vừa là một vùng đất màu mỡ để bạn thỏa sức thể hiện cá tính. Chú ý một điều ở đây nhé, là bạn không cần ép mình viết về một chủ đề nào đó mà crush đang quan tâm, mà cần đặt ra vài câu hỏi trọng tâm trước đã. Tại sao mình lại bị thu hút? Có chủ đề quan tâm chung nào giữa hai người hay không? Giọng văn nên được xây dựng thế nào để tạo được phong cách riêng? Và tại sao người đọc nên quan tâm tới bài viết của bạn? Vì nếu người đọc mà không quan tâm
thì bài viết của bạn sẽ bị trôi dạt về đâu đấy. Không ai biết, không ai care. Thế nên là phải làm cho bài viết thật ấn tượng để nó nổi lên ở mục hot. Và sau khi mà bạn đã trả lời và biết được chủ đề nên viết là gì rồi, thì mình có vài tip sau đây dành cho bạn. Thứ nhất là researching, tìm hiểu những chủ đề hoặc là bài viết có chủ đề tương tự đã xuất hiện. Đừng nhảy vào viết ngay, để rồi sau đó nhận ra là những gì mình viết thì đã được cho lên top từ đời nào rồi. Đấy là kinh nghiệm xương máu đấy nhỉ. Thứ hai là brainstorming, phát triển những nhánh ý tưởng nhỏ từ chủ đề chính. Ở giai đoạn này thì bạn có thể thỏa sức sáng tạo với việc trình bày quan điểm ở nhiều khía cạnh khác nhau. Có thể dùng thêm cả sticky note hay là mind maps, v.v. để giúp cho quá trình nặn ra ý tưởng thú vị hơn. Thứ ba là structuring, phác thảo ra cấu trúc bài. Một bài viết hay nhưng mà cấu trúc lại quá phức tạp hoặc là không theo một trình tự logic nào thì sẽ khiến cho người đọc rất khó nắm bắt, theo dõi, rồi từ đó dẫn đến việc mất hứng hoặc là bị tắc mạch đọc. Một cấu trúc bài đơn giản được chia thành đầu bài, thân bài, kết bài. Trong phần thân bài thì bạn cũng có thể chia ra những ý nhỏ hơn như 1, 2, 3, ABC gì đấy. Tùy ý sáng tạo nha. Ở đây mình chỉ gợi ý thế thôi. Thứ tư là Googling, lên mạng tìm cảm hứng, tài liệu cho bài viết nếu cần thiết. Vì biết đâu bạn lại có thể chiêm được một vài câu quote gì đấy ngầu ngầu, hoặc là những ví dụ gây đồng cảm cho người đọc thì sao. À, nhưng mà nhớ dẫn nguồn sau khi dùng nhá. Thứ năm là proofreading, nhớ là đọc lại, kiểm tra chính tả, ngữ pháp, cách hành văn để xem là còn chỗ nào cần chỉnh sửa để tốt hơn hay không. Muốn gây ấn tượng với crush mà lại còn sai chính tả thì thôi, buồn thôi rồi. Nhưng nếu mà crush của bạn bị OCD và bạn cố tình viết sai một chữ chính tả nào đấy để người ta bay vào sửa, thì mình nghĩ chiến thuật này cũng không có tệ lắm đâu. Đấy, những gì mình có trong đầu chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn việc còn lại là việc của bạn. Hãy cứ để con chữ bày tỏ hộ tiếng lòng trong một cộng đồng đầy tri thức như Spadroom. Tiếp theo, trực tiếp kết bạn và nhắn tin ở trên Facebook. Tự tin lên. Tự tin lên nào. Tự tin lên, cô gái. Mình không nghĩ là hành động này mang tính chất mất giá gì đâu nha. Vì khi các bạn chân thành chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của mình với người kia, thì 99% sẽ không ai cảm thấy phiền phức và khó chịu cả. Thậm chí là còn vui là đằng khác. Cái bạn cần biết là làm sao để phát triển câu chuyện sau đó thôi. Mà nếu hợp tính và có duyên thì sẽ dễ lắm. Còn 1% còn lại thì có thể là do mấy anh tới tháng, nên cái này thì chắc bạn phải thông cảm thôi. Tiếp theo là bình luận. Nếu mà ngại viết ở trên Spyroom thì bạn có thể tiếp cận bằng cách đưa ra những quan điểm, ý kiến sắc sảo của mình ở trên bài viết của mấy anh để đẩy mạnh chất xúc tác qua những cuộc thảo luận. Thường thì với những cây viết lớn ấy, thì bình luận của bạn sẽ bị trôi theo hàng trăm cái bình luận khác, nên là cách này tỷ lệ thành công có phần thấp hơn. Nhưng bạn có thể lợi dụng điểm này cộng sự nhiệt tình của người viết bài để hỏi những câu để hiểu họ hơn, mặc dù là họ cũng sẽ chả nhớ bạn là ai đâu. Rồi sau đó từ từ dần dần tấn công sau khi đã hiểu rõ hơn về đối phương rồi. Còn một cách nữa đó là chăm đi offline. Như là nhiều bạn đã góp ý bổ sung, mình nghĩ nhất cự ly, nhì tốc độ. Không những là có cơ hội được cọ sát với nhau nhiều hơn ở trên mạng, mình nghĩ là hội chị em còn có thể gây ấn tượng với ngoại hình được chăm chút cẩn thận, mùi hương đặc trưng khi gặp nhau ở ngoài đời nữa. Tiếp theo là giải thính ở trên confession. Ví dụ như sau, em vừa đọc được một comment ở trong post cũng khá cũ rồi, và thực sự em phải thốt lên là đùa chứ, mệt thật đấy. Càng ngày càng thích anh Việt Anh. Nhưng cũng đính chính là em thích kiểu như là mến anh như một con người thôi. Nếu không thì lại bị đóng chết mất. Đương nhiên thì tỷ lệ thành công thấp, vì làm gì có ai biết bạn là ai đâu mà phản hồi. Cùng lắm thì đối phương chỉ ngại ngần ừ một lúc rồi thôi, chứ cũng chẳng biết làm gì hơn. Còn một tip nữa đó là báo upvote. Cách này thì mình chưa thử, nhưng nghe thì cũng có vẻ vui. Ai thử rồi thì vào đây chia sẻ kinh nghiệm nha. Rồi chúng ta cùng bàn chuyện đại sự. Thứ ba
dừng lại ở kiến tạo thôi là ok rồi. Phần này được bổ sung bởi chị Gwen 83, hiện đang chiếm vị trí top comment ở trong bài viết. Rất là thú vị, mình đã học được khá nhiều cái mới từ chị. Hoặc cũng là do mình đang còn trẻ người non dạ, vẫn chưa biết nhiều. Nhưng mà tóm lại, thì con gái chỉ nên có vai trò dẫn dắt thôi, chứ đừng nên giành việc chinh phục của con trai. Vì điều đó sẽ vô tình làm chậm sự trưởng thành trong việc phát triển cảm xúc và mài mòn kỹ năng biết chinh phục, cái vốn dĩ là bản năng của đàn ông. Kết lại, thực chất thì cái bài viết này là để ủng hộ chị em nhà nhện nhiệt tình tham gia viết bài hơn. Vì sau khi stalk một vòng quanh Spyroom thì có vẻ số lượng nam giới đang áp đảo hơn hẳn. Mình chẳng qua là muốn nghe tiếng nói của mấy bạn nữ dễ thương xinh gái nhiều hơn thôi. Mình là con gái nên thành ra chuyện rảnh rỗi xin nung nổi lại dẫn đến cái bài viết không đầu không đuôi như thế này. Thôi thì giờ đành ngồi hóng những cao kiến lẫn thượng sách của mấy bố lão làng trên vậy. Nghe xong thì sẽ bổ sung vào bài viết để thành cái playbook 101 cho mấy chị em. Tiện thể thì mình cũng muốn nghe những câu chuyện tình bắt nguồn từ Spyroom. Không biết ở đây có ai có mối tình bắt nguồn từ Spyroom không ta? Nếu có thì hãy nói cho chúng mình biết ở trong phần comment nhé. Ok, bài viết đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.